DJ Wukong được khán giả Việt biết đến khi tham gia chương trình Người ấy là ai tập 11. Ngoài sở hữu vẻ ngoài điển trai, Wukong có một nguồn năng lượng tích cực. Gần đây, tại một sự kiện EDM diễn ra tại Cần Thơ, Namize có phần trình diễn náo nhiệt khiến cho khán giả đứng ngồi không yên. Thế nhưng, anh lại thực hiện một hành động không được thiện cảm khi kết thúc tiết mục. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Wukong kết thúc phần trình diễn của mình bằng việc quăng micro xuống đất rồi bỏ đi. Hành động này khiến nhiều khán giả chứng kiến tỏ ra bất bình. Đa số cho rằng nam DJ kém tinh tế, không tôn trọng khán giả. Ở dưới phần bình luận, khán giả để lại ý kiến bức xúc trước hành động này của Wukong. Tăng động quá nó lại mất hay, sao anh hay ra vẻ quá à? Cái mic giúp mình mà đối xử như vậy, mấy fan cẩn thận nha. Mic rơi, mic rớt chứ mic rớt gì. Rồi ngầu chưa? Bên cạnh đó, có bình luận bên vực anh chàng. Họ cho rằng đây chỉ là một văn hóa hành động đặc trưng để kết thúc một phần trình diễn sôi động, mic drop. Hành động này ở nhiều quốc gia được cho là bình thường, thậm chí còn được nhiều rapper danh hài nổi tiếng yêu thích. Việc này mang ý nghĩa kết thúc một màn trình diễn xuất sắc hay đến nỗi chẳng cần micro. Được biết, Wukong hiện nay 31 tuổi, là người Singapore nhưng đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Wukong luôn tạo được bầu không khí sôi động, náo nhiệt cho khán giả. Nam DJ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Việt. Anh được khán giả Việt biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Người ấy là ai và cầm tay nữ chính Như Mỹ ra về.